Đêm ngày 17 tháng 9, trên địa bàn thôn Xuân Lai, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đã xảy ra vụ cháy nhà kho chứa hàng hóa vừa mới xây dựng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 21 giờ đêm tại nhà kho của gia đình ông Nguyễn Trí Đề. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong nhà kho có chứa nguyên liệu, phụ kiện bọc vô lăng, nội thất ô tô là những phụ kiện dễ cháy, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Sau nhiều nỗ lực, khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người. Tuy nhiên, nguyên liệu và hàng trăm mét vuông kho chứa hàng đã bị thiêu rụi và hư hỏng nặng. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.